khởi nghĩa Lương Long 178 đến 181. Giao Châu dưới thời cai trị của nhà Hán, thứ sử Chu Ngung thực hiện chính sách rất hà khắc. Tháng riêng năm 178, Lương Long người quận giao chỉ, giấy binh chống lại ách đô hộ của nhà Hán. Người dân các quận giao chỉ, cửu chân, hợp phố, Nhật Nam theo ủng hộ rất đông. Quân của Lương Long có vài vạn, được sự ủng hộ của dân chúng tấn công vào các thành ấp, thứ sử chu ngung cho quân cố thủ trong các thành trì rồi cho người báo về kinh thành nhà hán lương long liên kết với người ô hử người tày nùng ngày nay cùng thái thú quận nam hải là khổng chi nên thanh thế rất mạnh nghĩa quân đánh chiếm được một vùng đất rộng lớn gồm các quận hợp phố thuộc trung quốc ngày nay giao chỉ cửu chân và nhận nam đại việt sử ký toàn thư có ghi chép rằng mậu ngọ 178 hán linh đế hoành quang hòa năm thứ nhất mùa hạ tháng tư người trong châu và bọn man ô hử làm loạn đã lâu, mục thú là chu ngung không ngăn được, người châu là bọn lương long nhân đấy giấy binh đánh phá quận huyện, quân đến vài vạn người. Năm 181, vua Hán cử Chu Tuấn tất quân sang đánh quân khởi nghĩa. Chu Tuấn đưa quân đến không vội đánh ngay mà phô trương thanh thế quân Hán, vừa mua chuộc vừa đe dọa khiến một số người của nghĩa quân sợ hãi, nội bộ mất đoàn kết. Lúc này Chu Tuấn mới cho quân tấn công, Lương Long dù quyết chiến đến cùng nhưng không sao địch nổi. Chu Tuấn cho quân nhanh chóng đánh dẹp các cuộc phản kháng còn lại. Cuộc khởi nghĩa của Lương Long giúp Giao Châu có được quyền tự chủ 3 năm ngắn ngủi.